Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc tai nghe đến từ hãng KZ. Đây là một chiếc tai nghe Bluetooth True Wireless có tên là KZ-S1. Đây là phiên bản mới được sản xuất từ cuối năm 2019 và đầu 2020. Thì chiếc tai nghe này thì nó có cái gì đặc biệt? Mình sẽ giới thiệu với các bạn ở đây là Bluetooth của nó là Bluetooth 5.0. Khoảng cách hoạt động được tối đa của nó là 15m, cách cái điện thoại của bạn hoặc là các cái thiết bị phát Bluetooth. Tai nghe này nhẹ có 10g thôi, và trọng lượng tổng cả đốc sạc của nó là 45g. Đấy, cái dung lượng pin thì của tai nghe thì có 40mAh, còn cái đốc sạc của nó là 300mAh. Thì cái pin của tai nghe này thì cho các bạn có thể dùng được trong khoảng 3 tiếng đến 4 tiếng nếu như dùng ở mức âm lượng bình thường. Còn cái đốc sạc này thì các bạn có thể sạc được tầm khoảng 2 lần đến 3 lần đầy pin, thì các bạn có thể sử dụng được trong khoảng tầm 10 tiếng trở lại, thì có thể chúng ta sẽ dùng được cả ngày rồi. Ở trên tay mình đây đang là phiên bản KZ-S1 và nó có màu xám. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Hộp của nó hình vuông. Đó. Được thiết kế cũng rất giống với cả cái phiên bản KZ-S1D. Đây, nó sẽ có một cái nhựa. Ở đây chúng ta đang có một cái phiên bản màu xám. Trong này là một cái khay, và đây là một cái cáp sạc. Cái phiên bản KZ-S1 này thì nó được sạc bằng cổng micro USB các bạn. Ok, trong này sẽ có một cặp tiếp, đây một cặp núm silicone này kìa, cùng với cả cái giấy chính hãng của KZ, các cái giấy bảo hành. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cái tai nghe này cho các bạn xem trong tai nghe nhé. Đây là phiên bản màu xám này. Trên thân tai nghe đều có chữ, có cái logo của KZ. Đó. Đấy, nhìn trông cũng rất là chắc chắn và xịn sò. Ở trên hộp này thì có ghi dung lượng pin và cái dòng sạc của nó 5V 1A. Rồi, cái này cũng không có gì đặc biệt lắm. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hai chấu sạc nhé. Và tai nghe thì đặt, chúng ta chỉ đặt được đúng theo cái vị trí trái phải của cái hộp này thôi. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy ở đây có hai cái ni lông màu xanh này. Thì khi các bạn mua về thì các bạn sẽ bóc cái này ra nhé. Bóc ra để chúng ta có thể sạc được. Ở đây cái núm của nó là núm silicone trong suốt, khá mềm. Khá là mềm ạ. Và ở cái đầu của tai nghe này nó được làm bằng giống như là đồng, nhưng thực ra mình nghĩ là nó sẽ là mạ đồng thôi, mạ màu vàng thôi. Nên là nhìn rất là sáng. Ok, cái tai nghe này nhựa thì của nó thì cũng rất là chắc chắn, cầm cũng chắc chắn. Và đây nó là chạm nhé các bạn, khi các bạn bật lên thì các bạn bấm vào đây cho mình, bấm giữ. Rồi, hai cái đèn xanh nó sáng, sau đó nó sẽ nháy. Đấy, nó nháy thì nó search Bluetooth. Rồi sau đây là các bạn chỉ cần bật máy lên xong là quét là ok. Rồi. Cái này thì do mình đã bật Bluetooth ở trên máy rồi nên là nó đã kết nối được. Đấy, các bạn tắt thì lại giữ đây cho đèn với màu đỏ. Ok. À, con tai này có một cái đặc biệt nữa nè. Nó có chế độ hỗ trợ giảm delay khi mà các bạn chơi game. Thì các bạn gõ, sau khi bật tai nghe này rồi, kết nối xong rồi, các bạn gõ 3 nhát vào đây, 1, 2, 3. Nhanh như thế thì để cho nó bật sang cái chế độ, nó kêu tinh một cái thì nó sẽ bật sang cái chế độ chơi game. Và con này mình đã thử chơi với cả cái game PUBG Mobile thì cũng khá là ok, dùng tiếng không bị delay nhiều. Tất nhiên là sẽ có delay so với cả cái tai cắm dây, nhưng mà vẫn chơi được bình thường các bạn ạ.
vẫn bắn, vẫn nghe tiếng chân rồi, tiếng súng các thứ của mình không bị khóa là trễ, và mình vẫn có thể chơi được. Nó chỉ so với cả tai nghe có dây một chút thôi. Nếu các bạn nào cần tham khảo thêm thì để vào xem link ở bên dưới nhé. Bên mình sẽ post cái link ở bên dưới cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn.